Đấy, vừa xem cái du rồi. Đấy, vừa báo giá 3 triệu đúng không? Một mình nửa chai thì bọn họ rồi bảo là đi ăn sáng là hay quá. Rồi, 100 cả. Đấy. Cái cách của cái bẹn ngoài. Bẹn này. Lá rất đẹp, rất bé. Ông kỳ là làm mới kia rồi. Hay quá. Rồi, hy vọng cây này là tìm được chủ đích thực. Dạ. Đấy, vào việc sau rồi đấy. Ông tự bán đấy nhá. Không hai món rồi. À. Bây giờ ai vui lòng liên hệ ông Tị nhé. Ok rồi. Chung đẹp. Cây của ông Hưởng hôm trước tôi bảo mấy triệu đấy, quên. Đấy, xanh làm điền đây. À đây. Dầu giá em bán 2 triệu lên đường. Đấy, 2 triệu. Đấy, chỉ việc chơi. Đấy. Xong cây rồi. Quá hay. Trông như là con hiêu. Đẹp. Nghệ thuật. Về. Rất nghệ thuật. Nghệ nhân lại đọc lại số các anh nhỉ. 09858 37909. Rồi. Liên hệ alo để vào việc nhé. Rồi. Xe cây. Cây hoa giấy cũng đẹp đấy. Hoa giấy đẹp. Cây hoa giấy cũng đẹp. Cây sung lạ nhỉ. Chắc chưa ai làm cái sung dáng này. Bao tiền và bao giá luôn. Bao giá. Cây sung luôn. Vâng. Tuần đúng 5 triệu rưỡi. Đúng 5 triệu rưỡi. Còn cây giấy thì bao nhiêu? Đúng 1 triệu rưỡi. À, bác lại đọc số để anh em liên hệ. 0936 0936 80 80 6659 6659. Liên hệ bác Hưng, Hoàng Hưng. Hoàng Hưng, An Khánh. Zalo đầy đủ. Ship tận giường. Đấy, cây hoa giấy đẹp quá. Hàng chậu đẹp. Quay cái sung quay ở hai mặt. Đấy, bây giờ bắt đầu vào việc sung. Sung là làm như xanh xi nhỉ. Này, dăm này, dăm quả. Thôi rồi. Đại nghệ thuật. Gặp như anh. Dăm dăm sung mà làm cứ như là dăm sung mà làm như thế là xanh xanh ấy nhỉ. Xi không lại được. Quả này. Vừa dăm vừa quả luôn. Thế mà lại nói về anh em đâu mà hỏi anh quay tin mượn. Đấy, cái sung độc đáo đấy. Mấy tiền quá. Chứ bảo là dân sung lao, dân sung lao sinh vỏ đỏ lòng không tinh kề. Tức quá chứ. Anh em đã thì ông đâu. Đấy. Quan trọng là nó lại rất nhiều quả. Đấy, dầm riết đầy. Thôi rồi. Hôm ông hẹn anh là hai chuyện chạy như hai chuyện chạy. Ông quá. Ra ông cũng gọi chuyện thì ông ra đâu. Chật quá. Đấy. Chưa vào đây cả. Đấy, quay mặt này. Rất điệu cây. Làm một cây là làm mặt nước đẹp. Là mặt nước đẹp. Bệ rễ ôm khủng khiếp nha. Nhìn vào cái bệ rễ chắc không nghĩ là cái sung. Đẹp. Dăm này. Dăm này rất hay. Quá đúng quá cái gì anh. Vừa nói. Anh nói cho này. Đã đến đây này. Kinh. Ôm này, ôm khiếp này. Ôm này dính rồi. Lại quá nhiều bệ đẹp. Sung thường là rất ít bệ. Cái này. Đấy là mình dính bệt đá này. Ngồi đây lâu lắm đấy. Cái giấy đang đẹp rất tự nhiên. Tiền thế. Không phải tiền thế. Ông
Thấy cái gì không anh? Chưa thấy. À vừa bắt quay đằng kia rồi. Đấy. Lại về hộ anh luôn đi chứ. Anh chợ vẫn hơi vắng nhỉ. Chè thôi. Đấy. Đấy. Cây sung vừa nãy đẹp. Độc đáo. Giờ để ra à đây, sang bên hương. Được. Rất nhiều chuối. Ôi, em cút rượu thôi rồi. Sợ lắm. Rồi. Wow, nhìn như cái nấm linh chi nhỉ. Nhìn như cái nấm linh chi. Nhìn như nấm linh chi ấy. Cái này bao tiền ạ? 3 triệu. 3 triệu. Nhiều người cứ muốn hỏi số thì gửi số của chồng nữa, đọc cái số của chồng nữa. Nhiều người trong miền Nam họ thích ấy. Không gửi được. Đấy. Khiếp không? Này. Nhìn như cái nấm linh chi ấy. 3 triệu nhé. Đi rừng chuối. Đấy. Xương cá. Cái này thì bao nhiêu tiền ạ? 3 triệu rưỡi. Đấy, hoàn thiện nên giá rất là rẻ. Rất là rẻ. Ở Việt Nam mình có cái Đông Nam Á đúng hơn. Dòng chuối rất là lợi thế. Mà chưa đúng với vị trí của nó. Tất nhiên những con chuối rất là nhiều tiền nhưng mà đa số là nó không được trọng vọng, nhưng mà thực tế nó là một cây rất là đẹp, là bonsai cực kỳ chuẩn, lá bé dằm dày, sức sống khỏe, là làm thuốc chứ, đây là làm thuốc nhiều tác dụng lắm chứ. Đấy, cây cơm nguội này quá đẹp luôn. Cây gì? Cơm nguội đấy, cây cơm nguội vàng. Cơm nguội à? Phố Hà Nội. Cây vàng lá đỏ. Đấy, đúng. Cái này bao tiền ạ? 1,5 triệu. 1,5 triệu đấy, rẻ lắm. Không rẻ đúng không? Rẻ. Chắc không ở đâu rẻ hơn. 1,5 triệu. Em cái cây này là nhà đi đánh. Cái cây này mới yêu này nhỉ? Đấy, cây đấy hoàn thiện chơi rồi. Nó như cái kiểu mâm cỗ ấy nhỉ? Xung xuê quần thụ. Xung xuê như kiểu một gia đình này, có đấy. Ông nội này, bà nội kìa. Đúng rồi. Chuối nó rất hợp, cây này rất hợp với dáng này. Con cháu đầy đàn. Cây phần đúng rồi. Cây này thấp thấp thật nhưng thích. Em thấy mà ai không yêu cây ý đi nhỉ? Thế. Cây này nhá, mấy chơi. Hôm nữa nó lấy một lượt cái lọc trắng trắng này là nhìn mới yêu. Cuộc chơi nó lại như vậy. Mình không biết gì về cây gốc mà nhìn thấy đẹp thì sướng. Một cái thật. Cái gốc này lâu lắm lắm đấy. Quá lâu. Cái này mấy triệu nhỉ? Mấy em có rẻ. Em này rất nhiều cây ấy. Thì là kiếm được nên bán rẻ. Đấy, cây cơm nguội. Cây này có cây đẹp không? Cá. Hôm nay nhiều cây đẹp quá. Hôm nay nhiều cây đẹp. À đây là me tròn đấy đúng không? Me chua. Cái này là bao tiền? 1,5 triệu. Cái gì vậy? Me. Nắng này mà vẫn yêu vẫn sống. Giữ được ẩm là cái này quả đẹp á.
lá đẹp, đẹp hơn mẹ kia. Dưới này lạ chỉ có bây giờ chuối à? Đấy, lại thêm một cái nấm linh chi nữa. Mun đen. Mun nhỉ? Mun mà nhỉ? Mun này 3 tiền đấy. 1 triệu. Đấy. Hương. Hương lai sinh. Rồi, ok các bạn. Sang nốt bên kia để à đây, xem nốt phía dưới mặt sau. Xin lỗi, cái này nó quá khổ của mình là. Để lướt qua đấy các bác. Đây cũng của bác này luôn. Cái này cũng của mình. Cái này là bao tiền? Hơn trăm. 120. Kinh khủng. Chưa thấy cái gối nào như này. Kể cả dáng lên răm mà chưa thấy. 120. Ồ, quá. Hôm kia định đen nhà ông để. Đấy. Đấy, các bác nhìn. Đấy, các bác nhìn. Đấy, bác đèo mấy cái này đi nào. Cái suối này. Chưa. Chắc để nó thấp. Có cái giá hai mặt đường. Ở thấp chứ không phải trên yên. Rồi, nó chìm xuống cái dòng này bị lắc xe lắm. Rồi, ok.